Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại với Đồ Gỗ Nội Thất Hữu Huân. Xin giới thiệu với các bác, đây là bộ tần thủy hoàng chân 14 cột 12 siêu cong, một trong những cái siêu phẩm bán cực kỳ là chạy của Đồ Gỗ Nội Thất Hữu Huân. Và cái bộ này được làm bằng 100% chất liệu gỗ hương đá thuộc phân khúc hàng siêu VIP rồi. Phải nói là cái dáng ghế, dáng bàn thì hiếm cơ sở nào có thể đọ nổi hoặc là có thể so sánh nổi với cái dáng bàn ghế mang thương hiệu của xưởng bên em. Thì các bác có thể quan sát thật kỹ, cũng như là cái video em cũng sẽ quay kỹ cho mọi người. Ai có, ai không có thời gian thì có thể dành một ít phút thôi để em quay rất là chi tiết của cái sản phẩm này. Và cũng giới thiệu luôn về thông số kỹ thuật cho các bác cùng lắng nghe. Thì mọi người có thể ngắm nhìn luôn cái bộ bàn ghế bên em có những cái điểm gì đặc biệt. Thì không để mọi người đợi lâu nữa, em sẽ giới thiệu luôn về phần chân. Cái phần chân của bàn, chân của ghế đoạn thì bên em làm chân 14 vén đế liền. Vén đế liền, dáng chân vô cùng là đẹp. 3 tầng cổ chỉ, thêm một tầng cổ giả này nữa. Thêm một tầng cổ giả này nữa là 3 tầng cổ chỉ. Đấy, rất là đẹp luôn. Khuôn tranh thì bên em làm khuôn dày 4 phân, soi 2 chỉ ở dưới và ở trên luôn. Ván thì bên em xẻ dày 2 phân, rất là chắc chắn cho các bác. Mai rùa thì bộ này bên em để trơn, mai rùa dày liền, để trơn xoáy ốc liền, xoáy ốc liền. Thì như em đã nói trong rất là nhiều video phân tích về cái mai rùa liền và mai rùa chấp, thì đối với những cái hàng liền khối như thế này thì đòi hỏi khối gỗ xẻ ra cả bề rộng lẫn bề sâu, bề dày nó sẽ tốn gần như là gấp rưỡi, tốn gần như là gấp rưỡi so với cái hàng chấp ghép. Thì giá trị gỗ hoặc là cái độ tốn gỗ nó sẽ cao hơn nhiều. Pháo ống này cũng pháo ống rất là to của bộ 14, thông số kỹ thuật là của bộ 14 luôn ạ. Thông số kỹ thuật rất là cao to. Đoạn ghế đều cao 1m29, coi như là 1m3 đi. Đấy, dài phủ bì của ghế thì là 1m22. Sâu là sâu phủ bì là 86 phân. Và vách ghế thì bên em đục bức tranh cây sinh chữ tứ quý. Ghế đơn thì bên em đục chữ phú và chữ quý. Và hai bên vách cài bên em nọng thủng đục những cái chi tiết chạm trổ hoa sen, cũng như là cái chi tiết triện thủng này rất là đẹp. Bọ góc thì bên em đục phượng hóa, và trương thì bên em đục ngũ phúc. Thì mọi người có thể nhìn thấy các cái phần của gỗ này, xương trương này, cột ván, biết là bên em lựa chỗ gỗ cực kỳ là già. Những cây gỗ gà già có những cái thớ gỗ cũng như là màu gỗ rất là đỏ và màu cực kỳ là đẹp. Xoáy là xoáy liền, bên em làm trương xoáy liền, và các bác nhìn thấy cái dáng trương này cong vắt ra đằng sau, tạo ra cái độ mềm mại cho cái phần vách lưng cũng như là cái dáng ghế. Xoáy này là bên em làm xoáy liền. Xoáy liền có nghĩa là cái phần trương làm sẽ phần to từ bên này sang phần bên kia, thì cái tấm trương xẻ ra nó cũng sẽ tốn hơn rất là nhiều so với hàng trương xoáy ốc. Cái hàng này là hàng VIP rồi, thế nên những cái chi tiết gì mà bên em làm liền được là bên em sẽ làm liền. Cái gì làm liền được là làm liền. Cái cột là cột liền tất nhiên rồi. Và cột đặc biệt là bên em sẽ cột rất là cong. Các bác có thể nhìn thấy này, từ cái phần sâu nhất của cái cột là bên em thắt sâu hơn bình thường. Và cái độ cong thì các bác có thể quan sát cái dáng cong của cái cột ghế, nó cong như cái dấu hỏi, hoặc là cong như cái móc câu. Phần ngực ghế, biên độ cong của nó ưỡn ra rất là lớn, nên cái dáng ghế có cái độ khỏe khoắn hơn rất là nhiều. Và đặc biệt kết hợp với cái phần vách ghế và dáng lưng cong mềm mại thì nó tạo ra một cái siêu phẩm luôn. Phải nói một cái siêu phẩm vô cùng là hoành tráng, bề thế và sang trọng. Nhìn từ phần dưới lên phần trên, dáng ghế phải nói quá khỏe khoắn luôn. Phong cách rất là quý tộc, rất là đẹp. Các bác có thể quan sát từ dưới lên trên rất là cân đối. Đặc biệt là cái chân bên em vén rất là cong. Cái vén đế bên em làm vén đế liền, và cái dáng chân bên em sẽ cực kỳ là cong và trông nó rất là khỏe. Rất là khỏe và trông rất là bay luôn. Đấy, rất là bay bổng mềm mại. Tiếp theo đến là cái đoạn. Đoạn này thì có chiều dài là 2m72, sâu 86 và vẫn cao 1m29. Đoạn thì có 8 chân tất cả, 4 chân trước, 4 chân sau. 4 chân trước, 4 chân sau. Vách thì đục chữ phúc lộc thọ. Các bác có thể nhìn thấy từ cái phần tấm xương hay là cái phần vách hay là phần trương là bên em đã lọc lựa gỗ rất là đều màu, rất là đều màu và nhiều vân. Tất cả cái cột đều được bên em lọc lựa rất là nhiều vân luôn. Cái phần trống thì bên em đục kim ngọc mãn đường, hay còn gọi là sâu tiền, một số nơi gọi là sâu tiền, rất là đẹp. Và cái trên trống thì có đục ngê. 5 con rơi thì biểu trưng cho ngũ phúc. Ngũ phúc là một trong những cái biểu tượng trong phong thủy, mang lại tài lộc cũng như là mang lại nhiều các cái giá trị về phong thủy cho gia đình.
vô cùng là đẹp mắt, ấn tượng. Tất cả những cái cột này, 6 cái cột tất cả đều được bên em lọc lựa cột vô cùng là nhiều vân. Rất là nhiều vân luôn các bác ạ. Nhiều vân lắm luôn ấy ạ. Mặc dù là qua lớp giấy bóng này em bọc vào để cho gỗ trời hanh này nó đỡ bị nứt. Nhưng mà qua cái lớp giấy bóng các bác vẫn có thể nhìn thấy những cái thớ vân nổi lên cuồn cuộn luôn. Mai rùa để trơn này thì có đặc điểm, ưu điểm là sẽ không vướng bận gì khi mọi người để tay vào. Phía dưới huỳnh bên em đục sen. Và phần vân ván thì các bác có thể quan sát này. Vân quá đẹp luôn. Đấy, vân rất là đẹp. Phần gỗ có cái đường vân thớ vân quá là xuất sắc luôn rồi. Đấy. Cái bọ góc là bên em đục phượng hóa. Những cái chi tiết chạm trổ sẽ còn trở nên sắc nét hơn nữa khi mà bên em đi vào hoàn thiện. Thì các video quay hoàn thiện thì các bác nếu mà có theo dõi Nội Thất Hữu Huân thì cũng có thể thấy được cái nước sơn hoàn thiện bên em kỹ như thế nào và nó sắc nét ra sao. Thì các bác có thể xem những video em quay hoàn thiện sẽ thấy. Và bên em cam kết là làm hàng chuẩn gỗ 100% và luôn luôn đặt cái tâm huyết cao nhất và sự kỹ lưỡng tỉ mỉ tốt nhất đến từng cái sản phẩm để cho cái sản phẩm nó đẹp từ cái khâu mộc đến cái khâu hoàn thiện cuối cùng. Thế nên sản phẩm nó vô cùng là giá trị từ gỗ đến nước sơn luôn. Đấy là cái ưu điểm của mọi người nếu mà mua những cái sản phẩm ở cơ sở uy tín và cơ sở làm kỹ làm đẹp. Thì tất nhiên rồi, không phải cơ sở nào cũng có tay nghề cao hoặc là có đội ngũ thợ lành nghề hoặc là đội ngũ thợ có tâm, hoặc là cái tiêu chí của mỗi xưởng nó đưa ra cũng khác nhau các bác ạ. Tại vì làm kỹ làm đẹp nó đòi hỏi phải vất vả hơn, làm cả chủ và thợ đều phải đi vào một cái khuôn khổ nó kỹ càng hơn, nó vất vả hơn so với những cái hàng mà làm đại trà thì rất là đơn giản, cạnh tranh về giá cũng đơn giản, rất là dễ cạnh tranh, giá thành thấp hơn, chi phí thấp hơn và không đòi hỏi công sức nhiều. Thì tất nhiên các cái sản phẩm như thế thì nó sẽ không được đẹp, được tinh kỹ bằng so với những cái sản phẩm phẩm đòi hỏi cái độ tỉ mỉ cao. Thì chi phí nó bỏ ra thấp hơn, nhưng mà em nghĩ rằng đối với những cái sản phẩm cây lâu dài hoặc là mọi người mua xác định là cũng không có thay đổi nhiều như thế này thì nên chọn ra những sản phẩm làm kỹ làm đẹp hơn một chút thôi, nhưng mà nó giá trị các bạn ạ. Giá trị đến từng các chi tiết, từ cái chất gỗ trở đi, dùng nó lâu bền và đẹp luôn từ đầu và đẹp mãi về sau luôn, chứ không phải là mua về thấy không được thuận mắt nhưng mà mình vẫn cố dùng, sau một vài năm mình lại muốn thay đổi, như thế thì rất là lãng phí. Các bác có thể nhìn quan sát luôn cái phần đôn đầu bàn thì bên em đục chặt gấm ở phần khuôn tranh, đục sâu tiền ở xung quanh rất là đẹp, và bức tranh ở giữa thì bên em đục là cửu ngư thượng nguyệt, những chín chú cá chép này, và vân này là vân sần rất là đẹp luôn. Có một cái ngăn kéo đôn này thì có chiều rộng là 81 x 42, bàn này đục bức tranh thuận buồm xuôi gió thì có kích thước là 81 x 1m57, 1m6, nhưng mà bên em đóng số đỏ là 1m57. Thuận buồm xuôi gió, một cái bức tranh rất là yên ả và cực kỳ là thanh bình và rất là dễ kê luôn. Thay vì treo một bức tranh thuận buồm xuôi gió trong phòng khách thì mọi người có thể ngắm nhìn luôn cái mặt bàn này, tích hợp luôn vào cái mặt bàn thì sẽ không cần treo một bức tranh như thế này trên tường nữa. Bên em tích hợp luôn cho các bác, cũng là chặt gấm bốn góc, chặt gấm rất là đẹp và đục sâu tiền ở xung quanh, chạy xung quanh. Có hai cái ngăn kéo đối với bàn. Đôn thì đôn ngồi thì có kích thước là vuông 42. Các bác có thể nhìn thấy từng chi tiết chạm trổ, mặc dù là qua mộc thô nhưng mà nó đã trở nên rất là sắc nét rồi. Khi mà đi vào hoàn thiện thì bên em sẽ đục tỉa tay nữa, đục tỉa tay lại nữa các bạn. Thế nên cái độ sắc nét nó sẽ còn đẹp hơn. Và đặc biệt là bên em trải qua rất là nhiều quy trình thì mới tạo ra được cái sản phẩm nó nhẵn đẹp như các bác có thể nhìn thấy qua các video em quay hoàn thiện. Thì để nhìn qua đánh giá về bộ này thì các bác cũng có thể nhìn thấy, thứ nhất là gỗ rất là lục lạc, chọn rất là đều màu, lục lạc đều màu, và những cái chi tiết từ cái dáng ghế đã được bên em cải tiến làm sao cho cái cột cong này, trương nó mềm mại và thắt lưng rất là dẻo, từ cái phần chân đến cái phần đỉnh trương đều có độ cân đối hài hòa rất là đẹp. Và hai cái chân khi mà nhìn ngang ở cái dáng ghế đơn thì sẽ có cái độ bay bổng khỏe khoắn. Kê vào trong phòng khách thì em phải nói là cân mọi không gian phòng khách, rất là dễ kê và rất là dễ làm cho tôn lên cho cái không gian phòng khách trở nên sang trọng. Bộ bàn ghế này thì
hiện chưa có chủ nhân, các bác nào đang quan tâm thì có thể gọi đến cái số hotline bên em là 0988685625. Bên em có địa chỉ xưởng tại làng nghề Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Mọi người có thời gian thì có thể ghé tận xưởng bên em có để có thể kiểm tra trực tiếp về chất gỗ. Bên em thì luôn luôn chào đón các bác đến xem mộc. Và em cực kỳ là trân trọng những bác nào mà có thời gian qua, hoặc là mặc dù ở xa xôi vẫn dành thời gian qua xưởng bên em để đặt hàng. Cảm ơn quý khách đã luôn ủng hộ và tin tưởng xưởng. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ.